Tối 15 tháng 2 năm 2018, tức ngày 30 Tết âm lịch, người dân khu phố 8 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bàng hoàng khi biết tin 5 nạn nhân trong một gia đình làm nghề cơ khí bị sát hại dã man. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm ông Mai Xuân Trinh, 46 tuổi, vợ là bà Mai Thị Hồng, 37 tuổi và ba người con, hai gái một trai là Mai Xuân Triệu, 13 tuổi, Mai Huyền Diệu, 11 tuổi và Mai Huyền Diệp, 6 tuổi. Qua hơn một ngày truy xét, cơ quan cảnh sát điều tra xác định người làm công cho gia đình nạn nhân là Nguyễn Hữu Tình, sinh năm 2000, ngụ tại tỉnh An Giang, là hung thủ gây ra vụ thảm sát trên. Quá trình điều tra của các lực lượng chức năng đã hé lộ những mảng tối của hung thủ cũng như những nguyên nhân chính dẫn đến kết cục bi thảm của năm sinh mệnh vô tội. Ngày 15 tháng 2, tức ngày cuối cùng của năm âm lịch, khi người dân đang vội vã tất bật chuẩn bị những công việc cuối cùng để đón Tết Nguyên đán, thì một vụ giết người gây chấn động dư luận được phát hiện bởi một người giao hàng thực phẩm Tết. Tại ngôi nhà của hai vợ chồng ông Mai Xuân Trinh, 46 tuổi và bà Mai Thị Hồng, 37 tuổi, ngụ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Chị Hồng có đây rồi, chị Hồng ơi! Nhân chứng đầu tiên đến hiện trường cho biết khi mang đồ cúng cho gia đình ông Trinh, bà Hồng, đã phát hiện sự việc, ngay sau đó đã đi trình báo cơ quan chức năng. Buổi sáng thì mình tôi đi mang hai anh gà lên nhà chú Trinh nhưng mà không có ở nhà. Rồi tôi có gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Thì mới mang qua nhà kế bên, nhà cô Bảy kế bên rồi gửi nhưng mà nhà cô Bảy đã đầy cho tủ rồi. Thì tôi đi mang quay trở ngược lại để mang về nhà cắt. Nhưng mà về đến cửa thì tự nhiên nhìn thấy cái khóa, nó không có bóp khóa. Thì tôi chạy về để tính là mang cái khóa, nghĩ là nhà chú đi đâu sắm rồi Tết cho nên là mới tính là mang cái khóa lên để bóp lại ổ khóa, nhưng mà nghĩ là tại nhà chú có con chó rất dữ cho nên là không có sợ cho lắm. Thì mới đi về rồi gọi điện thoại cho nhiều người lắm mà không ai bốc máy được. Tại sao bị cáo bị bắt? Vì phạm tội giết người ạ. Bị cáo đã giết ai? Mai Xuân Trương, Mai Xuân Triệu và Mai Hoàng Diệu, Mai Diệp đó, không nhớ tên. Cái việc giết người đó xảy ra ở đâu, vào thời gian nào? Vào 4 giờ sáng, tại nhà của nạn nhân. Ngày mấy tháng mấy, năm nào? Ngày 13 tháng 2, 2018. Những người trẻ thì cái tính tự ái rất là cao, cái tính tự trọng lớn. Và nhất là những người trẻ mà họ không có cái nền tảng kiến thức thì hiểu biết xã hội rộng, cho nên là những cái thường xuyên bị xúc phạm về danh dự, về nhân phẩm hoặc là mắng chửi thì nó sẽ vết hằn tâm lý ở trong họ và họ có một cái ý đồ là phản kháng. Và trong nhiều trường hợp, nhất là những cái đối tượng mà ít có cái hiểu biết xã hội, hiểu pháp luật ấy, thì họ thường có cái cách thức gọi là phản xạ, phản ứng lại bằng cách tìm cách trả thù. Mời anh ngồi. Sau hơn một ngày điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khoanh vùng đối tượng, xác định nghi can số 1 là người làm thuê cho gia đình ông Trinh, bà Hồng, là Nguyễn Hữu Tình, sinh năm 2000, quê An Giang. Cho gia đình hai bác có thể cho chúng tôi biết nội dung của cuộc điện thoại được không? Được ạ. Cháu nó gọi điện về thì cũng không nói năng gì nhiều đâu, chỉ hỏi thăm gia đình. Và nó có xin lỗi là vì bận nên là không về ăn Tết được. Nó lại còn đùa tôi
là lấy vợ cho nó. Nó muốn lấy vợ. Giờ nghĩ lại, tôi thấy cứ như là lời chặn chối ấy. Tôi không biết gì nữa đâu ạ. Thằng Tình nó là đứa hiền lành, nhưng cục tính, trước đó tôi phát hiện nó mê chơi game. Mày còn chứng chứng nhìn tao à? Chứng chứng nhìn tao à? Chứng chứng nhìn tao à? Chứng chứng nhìn tao hả? Chứng chứng nhìn tao à? Tại sao mày lại làm thế? Tao với mẹ mày đâu tất bằng tối nuôi mày ăn học, mơ mày lại tập lấy tiền đi chơi game. Mày lấy tiền ở đâu ra chơi game hả? Con lạt! Những cái yếu tố tác động tiêu cực từ xã hội như là cái nạn bạo lực trên phim ảnh, sách báo, hay là tham gia các trò chơi, chơi game đấy mà có cái trò chơi bạo lực, rồi những yếu tố của bạn bè, những cái người mà đồng bọn chơi với nhau, những hành vi đứng xử với nhau bạo lực cũng chính là một quá trình nó tác động hình thành cái nhận thức, hình thành cái nhân cách, lối sống. Và đấy chính là một trong những nguyên nhân mà khi có yếu tố tác động tiêu cực thì đối tượng sẵn sàng hành động một cách rất bản năng và đúng như những gì mà chúng đã được tiếp nhận từ những cái môi trường mà tiêu cực đó. Sau đó nó bỏ nhà đi bụi mấy hôm, rồi thường xuyên tụ tập với bạn bè ngoài cổng trường. Đi học thì ít, mà nghỉ học thì nhiều. Tại nhà của đối tượng Tình, qua công tác nghiệp vụ, lấy lời khai của những người có liên quan cũng như bố mẹ Tình của lực lượng chức năng, những góc tối trong suy nghĩ và hành động góp phần lý giải nguồn cơn dẫn đến sự việc đau lòng. Tâm lý trước, trong và sau hành vi phạm tội của hắn đã dần lộ diện với những chi tiết giúp hình dung về một thanh niên mới lớn có bản tính ngang ngạnh, lầm lì, bướng bỉnh. Trả đủ tiền cho chị mà, chị cứ yên tâm. Mẹ, sao mày tiêu vào tiệm vé số hả? Mày tiêu như thế tao lấy đâu tiền đập vào đây? Bán số được ít tiền lắm, không đủ tiền tiêu đâu. Mày thì tiêu cái gì? Mày tiêu vào điện tử à? Mày mà cứ như thế này ấy thì đời mày cũng không ra cái gì đâu. Ôi là con. Một số đối tượng mà có cái tính cách gọi là người ta nói là lì lợm hoặc là côn đồ hoặc là thích sử dụng bạo lực ấy, thì khi mà có cái mâu thuẫn sẽ nảy sinh, những xung đột nảy sinh cộng với những quá trình hình thành nhân cách từ trong gia đình, môi trường xã hội. Và những đối tượng, nhất là những đối tượng mà thường là không có tính kiên trì trong vấn đề làm việc hay có ý chí trong vấn đề thực hiện cái nhiệm vụ công việc, mà lông bông chơi bời, đua đòi hoặc là thỏa mãn theo cái nhu cầu gọi là ăn chơi của mình. Ôi,
mỗi lần tôi đánh nó, nó không khóc, không chạy, không kêu la. Sự lì lợm của nó khiến tôi sợ hãi. Đến năm lớp 9 nó bỏ học, đi làm phục vụ quán cà phê. Hết ca thì lại đi chơi game đến sáng. Mấy năm gần lại đây nó bỏ nhà đi luôn, có khi đến Tết chẳng về nữa. Tôi xin hỏi anh, con tôi nó phạm phải tội gì hả anh? Trước mắt thì mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, còn phải đợi kết luận của cơ quan điều tra thì chúng tôi mới sẽ thông báo gia đình sau. Còn bây giờ, để tìm được anh Tình, chúng tôi cần gia đình cung cấp thêm các thông tin về các mối quan hệ của anh Tình. Ở trên thành phố nó có người giúp đỡ. Trước ngày tình huống, chị có gọi là chị nơi em về phòng chị ở mấy bữa được không? Và tôi có đồng ý. Cái khi mà Tình tới đó, chị thấy Tình như thế nào? Cái tình trạng lúc đó thế nào? Là tay Tình thấy trên người Tình tay có vết thương, nên là tôi có hỏi, Tình trả lời là vết thương bị người ta chém. Chị có giặt quần áo cho bị cáo không? Dạ có. Có thấy máu dính trên quần áo không? Dạ có. Có. Thì chị có hỏi lại không? Có. Thì Tình nói thế nào? Tình trả lời là máu của Tình và do vết thương của Tình. Rồi sau khi về phòng trọ của Tiên, bị cáo ở đó bao lâu? Ở từ 14-15 ngày. Ngủ ở đó mấy đêm? Hai đêm. Khi chị Tiên về quê thì bị cáo lấy xe đi về Long Hậu, nhà anh Khởi. Và bị cáo ở đó ăn nhậu và bị cơ quan chức năng bắt. Sau khi cướp đi sinh mạng của 5 người trong gia đình ông bà chủ, người đã cưu mang nhận mình vào làm, đối tượng Tình đã lục lọi đồ đạc và chiếm đoạt 3 điện thoại di động, bộ nữ trang của bà Hồng, laptop cùng xe máy của nạn nhân với tổng trị giá hơn 18,5 triệu đồng rồi bỏ trốn. Sau đó hắn đã nhờ một người bạn thân mang bán một số tài sản nêu trên để lấy tiền tiêu xài cá nhân, cũng như phục vụ việc trốn chạy sự truy xét của cơ quan chức năng. Ôi giời, có cái gì đâu. Đồ này, mấy cái đồ là toàn đồ cũ mua lại của ông bà chủ. Này, laptop anh bán được rồi á. Mà có điện thoại không mở được khóa. Mà mày lấy cái đồ đấy đâu ra đây? Ui, hàng vớ vẩn mua lại mà. Anh chỉ sợ đồ của mày có vấn đề. Yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Đi em rót ra. Anh xem. Lúc tôi không làm gì cả, tôi vô tội. Chúng tôi nghi ngờ anh tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có được. Mời anh về quan điều tra làm việc. Đi. Tôi không làm gì đâu. Đi. Thông thường thì hầu hết các vụ án giết người mà có yếu tố thủ tức thì các đối tượng cũng trong khi gây án thì cũng thường nảy sinh xuất hiện một cái ý đồ chiếm đoạt tài sản. Ở đây nó có hai điều. Thứ nhất là có thể đối tượng ngoài việc trả thù về tính mạng, thể chất và sức khỏe của nạn nhân thì đối tượng cũng mới tiếp tục trả thù, tức là phá sạch, lấy sạch những cái gì có thể được là tài sản của nạn nhân làm ra. Đây cũng là hành vi thể hiện sự trả thù cao độ. Bị cáo khai lại cho đồng xét xử biết trong vụ án này thì bị cáo bị bắt vào ngày nào, bị bắt ở đâu? Bị bắt tại nhà của Lê Minh Khải rồi. Và bị bắt ngày 16 tháng 2 năm 2018. Lúc mấy giờ? Khoảng 2 giờ chiều. Nhưng bên cạnh đó cũng thường xuất hiện một tâm lý là các đối tượng sẽ lấy ngay, có điều kiện thuận lợi để lấy ngay những tài sản có giá trị của nạn nhân, để một là phục vụ cho nhu cầu của chúng, hai là chúng cũng là trong quá trình khi thực hiện trốn chạy hoặc là để che giấu tội phạm thì chúng cũng có một cái khoản tiền bạc vật chất để phục vụ cho chính cái quá trình đó.
Đi tới nhà Tiên bằng phương tiện gì? Xe máy. Xe máy gì? Quay RS. Có phải là cái xe bị gáo lấy của anh Trinh không? Vâng, đúng rồi. Một nhẫn kim loại màu trắng có đính hạt màu trắng? Có. Một đôi bông tai bằng kim loại màu trắng có đính hạt màu trắng? Có. Một dây chuyền bằng kim loại màu trắng có đính hạt màu trắng? Có. Mời chị vào. Những tài sản khác có giá trị như nhẫn vàng, bông tai, dây chuyền trong bộ nữ trang của bà Hồng, Tình giao cho một cô gái ở Long An cất giữ hộ. Tất cả các tài sản này đều đã được phía cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thu giữ trong quá trình điều tra phá án. Em không biết anh ấy lấy ở đâu ra. Bạn trai của chị? Bạn trai em tên là Tình, anh ấy 18 tuổi. Hôm trước anh ấy bị thương, còn nói là do bị chém. Người anh ấy dính rất là nhiều máu. Chị đợi thông chút. Alo, báo cáo. Có thêm tình tiết của vụ án Nguyễn Hữu Tình. Thế chị biết được cái việc Tình giết người từ lúc nào? Dạ, vào sáng mùng 2 Tết là công an gọi cho tôi. Công an gọi cho chị, chị biết. Để sau khi chị biết thì chị làm gì? Sau khi tôi biết thì mùng 3 Tết tôi có lên lại Sài Gòn và công an xuống phòng để lấy đồ và lời khai. Mặc dù mới 18 tuổi, nhưng mức độ dã man tàn độc khi đang tâm ra tay sát hại 5 người trong gia đình ông Trinh bà Hồng của đối tượng Nguyễn Hữu Tình đã khiến dư luận căm phẫn. Thái độ lì lợm, bất cần thể hiện trong quá trình xét xử tại tòa án đã cho thấy bản chất thú tính, coi thường mạng sống của những người vô tội trong con người hắn. Những cái đối tượng mà gây án đặc biệt nghiêm trọng như là giết nhiều người trong một lúc và giết hành vi thực hiện giết người rất là lạnh lùng dã man đó. Thì đây là những đối tượng phải thể hiện là phải khẳng định đây là những đối tượng có cái đặc điểm tâm lý rất là tiêu cực, và những đối tượng này luôn luôn có một cái thái độ lì lợm, bất cần đời, và khi đã thực hiện hành vi tội phạm nghiêm đặc biệt nghiêm trọng như vậy thì chúng cũng thường thể hiện một thái độ không hợp tác với cơ quan điều tra, cũng không hợp tác với cơ quan chức năng, bởi vì chúng biết rằng hành vi của chúng sẽ bị trả giá rất nghiêm khắc, trong đó những án có thể là mức án cao nhất. Đây, mời anh ngồi. Tôi biết mình không thể thoát được, nên để khỏi mất thời gian, tôi sẽ khai báo toàn bộ quá trình phạm tội của tôi ạ. Tốt, chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của anh. Còn bây giờ anh có thể khai báo quá trình anh phạm tội như nào? Mời anh. Mười lăm tuổi, tôi bỏ học lên thành phố làm thuê. Tôi làm đủ nghề, nhưng chẳng nghề nào làm lâu được cả. Sẩy mà hỏng hết hàng của tao thì mày bán cả mạng mà đi, không có tiền mà đền đâu nhá. Dạ anh ơi, em xin lỗi ạ. Trông mày giặt dẹo thế này thì làm sao mà làm được cái nghề này. Vào trong kia, tao trả cho mày cả một ngày công, kiếm việc khác mà làm. Ơi anh ơi, em xin lỗi. Thật ra là em mới làm nên là chưa quen ạ. Anh cứ để cho em làm một thời gian đi ạ. Vấn đề không phải là mày mới làm hay là mày chưa quen, mà là mày thức đêm thức hôm nhiều mà chơi game, mày nghe đó chưa? Tao cần là cần thằng chăm chỉ, chứ không phải cần cái thằng ham chơi như mày. Cầm lấy tiền. Nếu chỉ nhìn những công việc của Nguyễn Hữu Tình trước đây thì hành trình đối diện với những khó khăn trong cuộc sống của hắn có thể khiến nhiều người lầm tưởng và tin rằng hắn là người khá kiên cường trước sóng gió cuộc đời và không bao giờ bỏ cuộc. Song có lẽ đối với nhiều người, tất cả những va đập đó
chỉ là tiền đề trong việc chuẩn bị về mặt tâm lý cho những toan tính tà ác tột cùng của hắn trên con đường tội ác về sau. Sau đó tôi làm nhiều nghề khác nữa, có đi tiếp thị, bán hàng, phục vụ ở những quán ăn. Nhưng chỉ được một thời gian là tôi bị đuổi. Cuộc sống lang thang đúng là chẳng dễ dàng chút nào. Càng tiếp cận với những đối tượng, hành vi, những hiện tượng tiêu cực và họ càng ít được hiểu biết và càng bị xúc phạm nhiều, thì sự dồn nén về mặt cảm xúc, dồn nén về mặt ý chí, ý đồ. Và khi đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội thì rất quyết liệt và dường như họ trút tất cả những cái gọi là cái giận dữ, những cái uất ức và kể cả những cái gọi là, nếu mình không nói là căm thù đối với người đã gây tổn thương cho họ. Và đấy chính là một trong những cái để lý giải tại sao những cái đối tượng này khi thực hiện hành vi tội phạm thì rất quyết liệt và lạnh lùng. Thế tại sao bị cáo lại giết chị Hồng? Vì bà Hồng chửi bị cáo. Và bị cáo cũng có nhắc luôn bị hại tên Hồng. Và nhắc rất nhiều lần nhưng bà Hồng không bỏ, vẫn cứ chửi. Nên bị cáo đâm ra tức giận và sát hại. Bị cáo vào làm nhà bà Hồng Anh Trinh từ lúc nào? Tính cho tới ngày, bây giờ khoảng chừng thôi, tính cho cái ngày mà xảy ra sự việc bị cáo giết gia đình bà Hồng Anh Trinh đó, thì bị cáo vào làm việc đó bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 5 tới 6 tháng. 5 tới 6 tháng, ai giới thiệu bị cáo vào làm? Mai Văn Căng. Tại sao lại biết tình để giới thiệu vào? Tại vì tên ở trong nhà trọ của nhà bà già con. À, bà già vợ anh phải không? Đúng rồi. À, do là thuê nhà trọ ở rồi quen biết, sau đó bị cáo giới thiệu tình vào làm việc cho gia đình anh Trinh. Dạ. Đúng vậy ạ? Thế thì anh có làm việc cho gia đình anh Trinh không? Có.